Hey yo, what's up anh em? Ok, what's up trở lại thôi nha anh em. Cứ như mọi ngày trôi qua thôi, vẫn cứ như tiêu đề và đến hẹn lại lên nha anh em. Phong một chiếc khí cầu đeo anh em nào có nhu cầu phát tới video đang phát về mình gói vào mình làm cái clip kỷ niệm tập thể các thứ thì cứ liên hệ mình thông tin này ở dưới phần comment cho kiếm trong ngành là cho phòng tả cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, nói chung là hôm nay khá là nhiều kèo luôn nha anh em. Vâng, và anh em shout out tất cả anh em world luôn. Vâng, và trước khi vào lên cho mấy kèo anh em world thì đề ba đây anh em, demo một cái xong vô kèo đã mình. Ok, đề ba mấy cái gói đỡ đen điều ba này xong chúng ta vào chủ đề gọi là tập trung luôn nha, tập trung và tập thể luôn nha. Ok, hy vọng nay là mình dạy cái kèo đẳng cấp cho anh em world nha. Thì sẽ lượm cái đời này. Vâng. Vừa lấy không? Thì cũng được không để mình xuống. Hãy vô chơi lại nhau thôi anh em ơi, cứ như thế và trôi qua thêm từng ngày và tháng ngày năm dài thôi anh em ơi. Vâng. Và rồi lỡ đi nào. Không có lỡ nhưng mà những đường TP khá là buồn tiêu đó thôi. Và rồi số 19 hãy chú một cái đường nằm cho anh em coi đi nào, anh em coi gọi là vui vẻ của mình. Vâng, và rồi lỡ đi. 600 anh em. Hết cuối anh em, xong con nữa chơi cho trọn vẹn 3 gói anh em. Xong rồi kè đập thẻ. Rồi rồi, bùng. Ok, đợi mình xuống. Hãy vô trở lại nha anh em. Ok, hết cuối vào kè đập thẻ cho anh em ơi anh em. Vâng, biết chắc cú là sẽ không bao giờ có lửa đâu anh em ơi. Ok. Ồ, lắm anh em. Ok, chung là vào kèo để mình xuống. Hãy vô trở lại thôi nha anh em. Ok, lên kèo cho anh em nha anh em. Sân nhà của chúng ta, vâng, mà kèo đầu tiên sân nhà đó là của người anh em gọi là Công Vinh. Vâng, người anh em lên cho chúng ta gọi là ba kèo xương xương thôi nha anh em. Vâng, và kèo đó là BTCS Gulit 7 và cụ ST của Real Madrid cộng 5 nha nè. Ok, trước khi vào thì đập cụ này trước cho nên ok mất âm thanh game đã. Ok, phải không? Phong nghe nó mua gọi là full 116 nha nè, full vạch nha nè. Ôi, full vạch à. Ok, full thì full phát duy nhất nha nè. Vâng, nói chung là kèo đầu tiên demo đây. Nói chung là đơn giản. Lộn. Tấm vũng ăn, nó làm ăn gì nè em ơi, đời quá trời đời rồi. Trời, đúng demo luôn em ơi, đi luôn này. Phun vạch khó cho ta. Tự táp nha cái em lên kèo BTC xong Willis 7 hay giọng Willis 7 sẽ kèo 8 cho nên coi chơi đâu. Vâng, vừa rồi giọng BTC sẽ lên. Nói chung là nhẹ nhàng thôi, xin xuống từ tình cảm anh em ơi. Ôi, ui. Có hai con phun vạch luôn nữa. Thì thôi, chơi thôi. Rước anh em ơi, hãy giọng lên nha anh em. Kèo thứ hai đấy. Và rồi. Nó này đến sao nó chỉ con chờ có tỷ mốt của em mà cũng không có gì đó gọi là nhá. Nhưng mà được cái gì đó cộng 6 ok, táp trên cái nghi của đi quá. Bị giá lên 6 luôn ấy rồi ấy. Cộng 5 không lên, cộng 6 lên rồi đúng đời luôn nha anh em. Đôi lúc mình có thấy cộng 6 vậy đập cộng 5 mà. Thật sự là một sự điên rồ anh em, không người nhà ở đây nha. Con nãy giờ ok, phôi khá là đẹp đẽ nha anh em. Vâng. Một phát ăn ngay nữa à. Vì trời nãy không có nhịp luôn nha anh em, một phát đúng ăn ngay luôn. Vâng, và rồi. Nếu được 1 tới 3 lượm đi em ơi. 1 2 lượm. Pha này không nhìn nha anh em. Pha 2 pha đầu mình hơi nhìn xíu nha. Trời ơi đi anh em à. Kẻ uống lít là kẻ tấm đắt nhất mà lại đi nhờ. Nên kẻ đúng thì chết. Ok, không sao. Chuyển kèo đã anh. Hay vô trở lại đây nha anh em. Ok, đây là kèo tiếp theo của người anh em gọi là Hoàng Minh nha anh em. Vâng, kèo người anh em đưa ra chúng ta đó là thi bao của tội cộng 6 nha anh em. Ok, một quân cướp. Ok, vẫn cứ thế vào là bập thôi. Hợp phân em để như thế nào đây? Vâng, cũng khá là dễ dàng thôi. 116, 121 và 117 vãi nhỏ lắc thế nhờ. Vâng, và rồi 6 dùm như cụ thôi nha anh em. Vâng, 109 tỷ chơi. 1 2 lắc có cái điểm lắc lỗ đeo quá trời. 3 4 5 và rồi là kèo thứ hai đấy, nãy BTC lên đúng không anh em? Hy vọng lần này của tội sẽ lên tiếng. Ok, BTC gọi cụ tội trả lời bằng một con số 4 đầy đầy bi quan. Ok, sau đó liền em lương để mình xử. Hãy vô WhatsApp trả lời nha em. Ok, và đây là kèo của người anh em gọi là Thành Phát nha anh em. Đúng rồi ta? Vâng, đúng rồi anh em, nói chung là nó có hai cái kèo luôn nha anh em, kèo Militao cộng 7 với kèo Militao một cộng 6 nha, nó cũng là một win cup thôi. Eder Militao nói chung là mình vào con hẹt cộng 7 cộng 6 trước rồi thôi thì mình đặt cộng 7 luôn nha anh em. Xong lát về lại con hẹt kia đặt cộng 6 anh em coi. Vâng. Liệu cộng 7 lên tiếng hay không? Tính ra phải đặt cộng 6 chứ cộng 7 sao thôi thì đặt cộng 7 trước luôn nha anh em cho nó cao cao xíu anh em, có khi lại lên sao. Ok, chơi 7 nhịp 1 2 4 5 không thực hiện nha anh em, sao phải dứt khoát.
Quyết tâm tình nghiệp anh em mà. 1, 2, 3. Quá đã luôn anh em ơi, cũng 7 đêm đi tao win cup anh em à. Quá hay rồi, còn 8 thì sao anh em? Hả? Tiền về luôn trong 5-6 tỷ vậy. Nhưng còn tháng cái gì đó nha anh em. Ok, Eclon của em. Quá rồi, Eclon nó cái gì đó nữa anh em ơi. Quá rồi, Elemita kia là con Eclon không Eclon nha anh em. Eclon của em hay gì á. Quá rồi, Eclon em liền chết em có lên ghi đê đi á. Nói chung là Eclon luôn cái gì đó khá là ba đú anh em à. Ok, Elemita uống tấp nha anh em, chạy chấm giữ cái là ngon. Ok, đợi tiếp. Hãy vô tiếp tục nha anh em. Ok, là kèo thứ hai của con em Phát, Thành Phát tiếp nha anh em. Đúng không ta? Đúng rồi, Thành Phát mình hay quên quá nha. Vâng, nói chung là kèo đó là Elemental cộng 6 tiếp nha anh em. Vâng, và cứ thế thôi. Bỏ rồi, Eclon em lên quả kèo và Elemental cộng 7 luôn rồi. Liệu con sao lên trời. Ui, được hình bài riêu của em vậy. Xém bài riêu anh em ơi. Ok, đâu lạc cái gia cụ này thì không biết luôn. Thì em đang mua gì đó, đang mua thêm bài riêu nữa hay gì đó. Vâng, thì bài lập thôi. Cộng 7 lên tiếp, lẹ cộng 6 em lên luôn cho đẹp đi nào. Vâng, và vơi 116, 119, thanh báo Atony. Vâng. Ui, phải phôi vậy ta khi mình để Tony vào cái buồn á, đợi anh. Hãy vô trả lời nha em, thôi thì để như thế này nha anh em. Ok anh em, nói chung là gửi không có để theo hình ảnh minh họa cho nên là thôi. Đặt theo lý trí và để phôi theo ý nguyện của mình thôi anh em ơi. Vâng, có gì thì sorry anh em. Bởi vì nãy mới lên được kèo 7 là quá đủ vui rồi. Ok, cộng 6 cái này chỉ là phương thức, chỉ là gọi là hình thức thôi nha anh em. Hình thức và phủ tục. Ok, 1 2 3 4 5 mà nói rồi phải dứt khoát chốc từng nhịp anh em à, nó mới lên. Còn anh em chọc chọc đi, mùa giáo dự cũng đi nữa nha. Vãi hồ luôn rồi anh em ơi. Thật em đã may mắn rồi, em là người may mắn ngày hôm nay rồi. Vãi rồi, đưa hai kèo lên, đúng hai kèo đưa lên tao anh em ơi, quá đời luôn nha anh em. Hai con ẹt của em đưa đúng lên hai, đủ đúng hai ẹt luôn rồi thì sao anh em, thì quá vui luôn rồi chứ sao nữa. Ok anh em, nói chung là có khá là nhiều sự cân đảm và gọi là sự tin tưởng dành cho mình. Vâng, chung sao đâu anh em, rất nhiều mà đã tin tưởng anh là một điều đúng đắn anh em ơi. Vâng, và đêm người ta cũng 6 giá trị, nói chung là cũng 16 tỷ nó còn 74 mấy tỷ thì gì em đó anh em ơi. Vâng, nói chung là quá ngon. Ok, ok, tiếp tục là đám anh tiếp. Hay giờ tiếp tục trả lời nha anh em. Ok, kèo tiếp đến nữa là của người anh em gọi là Gia Nguyễn nha anh em. Ok, Gia Nguyễn, Nguyễn Sirius. Vâng, và người anh em đưa cho chúng ta gọi là hai kèo rô nha anh em. Song rô, vâng, rô béo và rô gầy. Vâng, mùa rô cái là mùa kích hợp thôi anh em ơi. Ok, nói chung là hai kèo cộng 7 luôn. Vâng, hôm nay khá là hợp lý nha anh em. Một anh em quơ nhưng mà đưa khá nhiều kèo cũng khá hợp lý luôn nha anh em. Ok, kèo của người anh em kêu ông lên khá là ngon. Thành Phát lên gọi là đúng hai kèo luôn, quá lượm rồi. Không còn gì nói ngày hôm nay đó nha anh em, mới demo clip thôi mà lấy được 3 kèo rồi, quá sướng nha anh em. Vâng, và hit này là phát ăn ngay đó nha anh em, không phải là nhịp nữa nha. Vâng, rồi 1-3 lận thôi, 1-3 giờ tầm này một phát ăn ngay luôn mà, khổ điếm nha anh em, thấy cảm giác và cảm nghĩ nha anh em. Vâng, và rồi được qua được những dáng up màn hình nữa thôi, và rồi bùm. Ok, kèo lúc béo không lên tiếng thì đều Cristiano Ronaldo anh bạn chúng ta có lên tiếng hay không thì đợi mình nha. Hãy vô kèo tiếp theo của người anh em Giao Nguyễn tiếp nha anh em. Vâng, và anh bảy của chúng ta là có lên tiếng pha này, nếu lên thì có kèo cũng 8 cho anh em coi luôn. Vâng, bởi lần mà đọc anh bảy mình có cảm giác khác, rất là khác lạ và khác biệt nha anh em. Và rồi liệu mình có lên tiếng hay không. Dứt 1 2 3 4 5 6 7. Đồ béo không lên thì anh bảy lên đi, hai kèo lấy xịt hết hai kèo thì buồn quá em ơi. Thôi thì cho anh mình sorry nha, khá là đắng đó và buồn theo. Vâng, ok, đợi mình nha. Hãy dùng WhatsApp trả lời nha em. Ok, qua sân khách chơi tiếp nha em. Vâng, nói chung là kèo đầu tiên sân khách đó là của người em Chí Lâm. Vâng, người em này hôm trước nói chung là cũng đã tin tưởng mình đưa kèo qua lên cộng 6 thì cộng 5 cộng 6 quên luôn rồi. Nói chung là không biết nó quên luôn. Nói chung là lên hay xịt gì cũng không biết, quên luôn nha em. Qua của tuổi thì mình nhớ là bữa đập lên rồi nè, đập kèo anh em giúp lũ luôn, quá nhiều kèo với quên lẫn lộn anh em, có gì cho anh em cho mình sorry anh em nha. Vâng, và hôm nay anh em tiếp tục tin tưởng mình đưa kèo với đích lúa cộng 6 anh em. Vâng, và là dứt cho anh em anh em ơi. Vâng, và rồi với đích lúa lên là 6-9-8 à, chung cũng được. Và rồi 0.17, 0.17 và 0.17 thôi. Ui, full mặt thằng em này, nói chung là nó thích full nha anh em. Ok, thích full thì chiều em luôn, cho nó full luôn. Và rồi 6 nhịp như cũ đây, nhìn ngắm còn năm cuối cùng cho anh em nha anh em. Vâng, và rồi dứt
1 2 phải chút khác đúng rồi 3 4 không chần chừ nha anh em 5 chần chừ là đi ra chắp tay cầu nguyện khẩn cầu điều đó sẽ diễn ra. Lại đi rồi, khá là buồn luôn em ơi. Nói chung là sorry anh em nha anh mày. Ừ quên nè, cộng 6 20 cục mà. Xíu xíu nữa có lỗi với anh em mày. Ok đâu rồi. Hay yo what's up trả lời anh em. Ok kìa, tiếp theo đó nữa là có người anh em gọi là Thiên Bảo anh em ơi. Ok, người anh em đưa ra kèo cho chúng ta đó là Elemental cộng 6 và David bắt không cộng 7 anh em. Ok, mình làm xương xương là David trước cho anh em, bởi vì hàng free không bán được cho nên là không có gì để tiếc nuối. Và là bập thôi nha anh em. Phân vào đội phôi. Chắc mình nghĩ là ok, đợi mình tính anh em ơi. Ok, theo mình nghĩ là như thế này anh em mà ở okay, bờ cũng không phun vạch nha anh em, không phun vạch là cái gì đó cũng khá là lộn anh em ơi. Ok, chơi thôi nha anh em, hôm nay tốc độ xíu anh em ơi. 1 2 3 4 5 6 và rồi. Nói chung là hôm nay sân nhà lên là lên khá ấm anh em ơi. Sẽ cắt hiệu liệu hôm nay có lên tiếng được pha nào hay không đây. Nói chung là hàng free mà anh em, cũng xịt như thường. Vâng, và rồi Elemental hàng này có lên hay không? Hàng này UV rồi nhiêu tao quên là 1.14 á. Mình nhớ là vậy anh em ơi, 1.14 nó còn cũng tầm thường đúng không ơi. Đơn giản. Ok, pha này cũng vẫn có nhịp nha anh em, chứ không phải là một pha ngay nha. Vâng, sẽ nhịp đi cổ. 1 2 3 4 5 Và rồi có tồi hay không? Kết cục là 1 2 quá lùm nữa em ơi. Theo mình cảm nhận thì mấy con mũ sẽ là mà này thì nó lên khá là dễ dễ nè, mà tập cũng sáu cảm thấy rất là dễ dàng, easy game anh em ơi, mãi ò luôn em ơi, dễ ăn vậy ta. Ok, trong này cộng 6 cộng 7 hôm nay khá là ấm no anh em ơi, và cộng 5 hôm nay lên tiếng khá ít nha. Ok, không có lên tiếng ít cái gì. Ok, đã anh xu hay vô trả lời anh em. Ok, đây là kèo khá là căng nha anh em, của người anh em Tuấn Anh luôn nha anh em. Vâng, và kèo người anh em đưa ra đó là Ronaldo de Lima mùa World Cup cùng 7 nha anh em, gần 1.000 tỷ. Vâng. Sao cái kèo này hơi rung nha. Ronaldo de Lima cùng 7 anh em, quải ồ luôn anh em ơi. Có thẻ mà lo gì vấn đề này. Vâng. Nói chung là xem như số đứa bé này cộng 6 trước tiên bạo phá nha anh em. Vâng. Và 955 không còn gì nói ngoài hành tinh thì khá là đẳng cấp anh em ơi. Suốt thì cái boss khá là hợp lý nha anh em. Suốt là khá là căng đét nha. Vâng. Và rồi, liệu có thể tạo nên siêu phẩm ở này không? Không rồi nha anh em. Trời ơi, đập cái kèo áp lực thật sự đi, vãi thật luôn. Lâu mấy anh em vừa chơi lớn bữa rất là vui á. Vâng, thôi à, em để full nữa ta. Ok, full nha anh em. Trời ơi, căng quá, nó dùng người anh em, quá dùng cái này gần 1.000 tỷ anh em à. Mà để Ru đây, Nando đầy liên ma có lên tiếng cho mình hay không đây. Lên đi mà Ru béo à. Cụ ơi, cụ lên tiếng cho cô một phan đi nào. Nhà mình lên thì vui đời nếu mà thật sự luôn á, kèo căng luôn anh em. Tuy là bán chắc không ai mua nổi đâu anh em, cộng 7 ai mua cộng 8, còn có người mua cộng 8 có thể không bán được chứ cộng 7 thì thua. Cộng 7 đập lên để chơi thôi nha anh em, chứ bán khá là khó nha anh em, hoặc là xúc ảo thôi. Wow. Không giá đọc anh em ơi. Ok, nói chứ đập nha anh em, câu giờ quá. 1 2 3 4 này 5 này 6 này. Quá bùng đi xa rồi đúng không anh em, bay 30 cục và thẻo về thôi chứ có gì đâu buồn. Biết chắc cú là không bao giờ lên. Biết lắm anh em, khó quá anh em ơi, mấy kèo căng căng mà cũng cao rồi, khó ăn quá. Rồi kèo Elemental nó lên rồi sao không để nó béo lên, kèo nó xỉn được. Trời ơi giờ, nói chung là ok, đợi mình kèo cuối nào su. Hay yêu chơi anh em. Ok, kèo cuối cùng chúng ta anh em, và kèo của người anh em Anh Dũng nha anh em, kèo nó khá căng nữa nha anh em, kèo căng nữa, tiếp tục kèo căng. Vâng, và đội hình Barcelona của em à. Vâng, và kèo người anh em đưa ra đó là Lionel Messi cùng 7 anh em à. Messi này giá trị nó lên 7 bao nhiêu vậy, kèo này cũng hơi rung hơi vô béo. Trời ơi, 400 ừ cái đâu rung bằng vô béo nãy gần 1.000 tỷ nha. Messi này 488 tỷ à, cũng là có thẻ về đó nha anh em. Dù béo xịt, liệu là Messi có lên tiếng chúng ta để xem chỉ số quá trên xương cái em ơi. Chương 54 cũng có rồi, suốt 2 chỉ số suốt trên xương, 3 chỉ số chèn, chỉ số xịt cơ bản cũng ổn á. Ok, rồi cái chân cháy này mới thật có lên Messi.
video sẽ bảo vệ và đồ phố như thế nào thì ok, tính như tầm này anh em ơi, thằng em nó để như thế này thì bỏ ổng thôi anh em ơi. Vào rồi nhìn ngắm còn sáu, nhìn ngắm còn sáu thôi chứ không có xịt, còn có thẻ mà lo gì mà tầm này. Nói chung là bên sân khách gọi là cho chúng ta khá là nhiều thẻ, là không vấn đề và nhiều vì điều đó khá nhiều nha anh em. Ok, và bởi là không dám đập vào câu giờ tiếp. Lên đi, thằng nghe nó cầu nguyện lên đấy. Nói chung là con này nếu mà cho mình xin lỗi, gửi là xin lỗi trước luôn. Nếu có xịt thì thôi, gửi là vui vẻ là chính nha anh em. Bởi vì nhân phẩm hôm nay anh mày để bên hết sân nhà rồi, sân khách hôm nay khá là suy tư. Ok, và rồi lận 1 2 3 4 5 6 lắm. Ba trời ơi khó vậy ta, khó ăn quá anh em, thật sự quá khó ăn, mấy kèo lớn cũng bảy khó ăn quá. Nói chung là ba anh em nha, hẹn em có lẽ tiếp theo anh em à. Ok, hôm nay lên mấy kèo vậy là quá vui rồi, ok, sân nhà hôm nay khá là lộ. Chúc ba anh em hẹn em có lẽ tiếp theo, ba anh em.